Hôm qua mình đã nói với chị về vô thường và vô ngã. Bản chất của vô thường chúng ta nhìn thấy đây, tôi nói lại một chút. Nó là cái vòng tròn, có nghĩa là bản chất một thứ hình thành là nó do nhiều thứ kết hợp lại với nhau. Và nó không phải là một sự độc lập, riêng rời, tách rời. Giống như con người chúng ta phải có nước để uống, để tồn tại con người phải có không khí, oxy để thở, rồi có thức ăn để ăn. Nếu như mà các cái điều kiện đó nó không có thì con người chúng ta cũng không tồn tại. Bất kỳ một vật nào cũng vậy. Cái này cho nên là không có một cái gì đó nó có một cái sự riêng rẽ, độc lập, tách rời. Thì đó là chúng ta hiểu vô ngã. Thì khi mà hiểu được vô ngã này, cái ý nghĩa của nó là gì? Chúng ta cái đầu tiên ấy, chúng ta bỏ bớt được cái chấp vào cái tôi cá nhân. Đấy, giả sử chúng ta được hình thành là do được bố mẹ sinh ra, do được có nguồn thức ăn, do được có oxy để thở, rồi có mặt trời ánh sáng, rồi có nước để uống. Đấy. Thì nó chúng ta đến nghĩa là để hình thành ra cái sự sống của cái mạng sống của chúng ta, cái sự sống của mình nó rất nhiều nguồn như vậy. Thiếu một cái nguồn kia thì chúng ta cũng không tồn tại. Cho nên là chúng ta không phải là một cái gì đó tách rời riêng biệt, mà nó là luôn luôn là nằm trong một cái sự liên kết, nương tựa. Chúng ta nương tựa vào thiên nhiên, thiên nhiên nó cũng cần chúng ta. Đấy. Và cả cả trong xã hội cũng vậy, người này dựa vào người kia để tồn tại. Cái sự tồn tại nó hình thành là sự, nó là một cái sự nương tựa với nhau. Đấy. Thì cái giá trị ý nghĩa của nó là ở đây là gì? Không có sự độc lập riêng rời, mà toàn bộ là nó là một cái giá trị cộng sinh. Đấy. Thì giống như trong con người chúng ta, nó là một tổ hợp chập của nhiều yếu tố. Giả sử trong tính cách cũng vậy, chúng ta có rất nhiều tính cách về tương tác giao tiếp, tính cách tư duy, tính cách nhận thức, tính cách hành động. Đấy. Nếu như không có một trong các đặc điểm tính cách này, không phải một tính cách nào độc lập riêng rời, tính cách nào cũng quan trọng. Đó. Vậy thì chúng ta không được quyền nhận xét là chỉ có tính cách này mà không có tính cách kia. Nó là một tổ hợp chồng. Tổ hợp lại. Đó. Thì chúng ta chỉ biết là có một cái tâm ở giữa này thôi. Cái tâm này chính là tâm ở giữa. Đó là vô ngã nhé. Đó. Và chúng ta khi mà hiểu được vô ngã này thì nó có một cái giá trị hay. Ngày xưa các cụ dạy rồi. Có một cái câu gọi là lùi một bước. Trời cao biển rộng. Biển rộng trời cao chính là chúng ta lùi một bước, chính là chúng ta nhường bỏ cái tôi cá nhân của mình xuống, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rộng vô cùng thênh thang. Vì khi chúng ta cứ cố gắng tiến bước để chúng ta cạnh tranh, để chúng ta khẳng định, và càng tiến thì chúng ta lại càng càng gặp bế tắc. Cho nên là người ta gọi là lùi một bước, lùi về không đấy. Không có nghĩa là không có gì, nhưng cũng là tất cả. Cho nên là những cái lúc bế tắc, những cái lúc mà tranh chấp, một trong những cái giải pháp khôn ngoan đó là chúng ta ngồi xuống, lùi lại, nhìn lại, tự dưng chúng ta sẽ rộng, thấy nó rộng thênh thang. Như vậy một nếu mà lùi lại quay lại thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nếu mà tiến lên cố lên thì nó khó, nhưng mà lùi lại thì quá đơn giản. Vậy tại sao mình không làm việc đó? Chưa. Đó. Chưa là hiểu được vô ngã này, chúng ta tại sao làm được điều đấy nhá. Đấy là một trong cái giá trị hiểu. Cái thứ hai nữa là gì? Để thành một việc thì nó có rất nhiều nhân duyên, nó cũng giống như thế này. Như vậy, con người chỉ là một nhân tố trong cái nhân duyên đó thôi. Và chúng ta không thể dùng ý chí của mình để thay thế cho tất cả những cái nhân duyên còn lại này được. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta không phải là cố để cho nó ra một cái gì đó, mà chúng ta phải chuẩn bị những cái nhân duyên này thì nó mới thành đạt, nó mới ra việc được. Đó. Và chúng ta phải biết kết hợp với người khác, kết hợp với yếu tố khác, kết hợp với yếu tố của thời tiết, kết hợp với yếu tố của lòng người, kết hợp với yếu tố của thời gian nữa. Nó có những cái tiêu chí đúng không? Có điều kiện về thời gian không gian. Thời gian là một yếu tố. Rồi cái thời gian là một không gian, nó là yếu tố. Rồi con người cũng là yếu tố. Đó. Địa điểm nó là yếu tố. Đấy, thường thường nó phải kết hợp rất nhiều yếu tố đấy, thì nó thường thường mới ra được một việc được.
Thế chúng ta cho nên tại sao người nóng vội ấy, người ta gọi là dục tốc bất đạt, bởi vì cái thời điểm anh muốn nó không phải là thời điểm hội tụ, cho nên là anh càng muốn nhiều thì cái sai lầm, cái đổ vỡ càng cao, và cái hội tụ này nó là tự nhiên, nó không phụ thuộc ý chí của anh, cho nên là chúng ta càng dùng ý chí nhiều ấy, thì nguy cơ hỏng lỗi càng cao. Cho nên chúng ta chỉ có ý chí với cá nhân của mình thôi, và chúng ta phải biết chờ đợi, chúng ta phải biết kết hợp. Đấy. Chúng ta chỉ cần làm những cái việc giống như trồng cây ấy, chúng ta cứ chăm chỉ chịu khó chăm bón nó thôi, chứ đừng bắt nó, ép nó phải ra 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 trái vào mùa này à, và vào ngày ngày này ngày kia. Đấy. Chứ chúng ta ép nó là nó hỏng ngay. Đấy. Thì đó là như vậy. Đấy, chúng ta phải biết kết hợp cái giá trị đây là cái gì, hiểu về giá trị vô ngã nó nhiều giá trị lắm. Đấy. Nó giống như là chúng ta có thể là mở được rộng lòng từ bi, rồi chúng ta có một cái thế giới tự do. Tự do không phải là có nhiều thứ, mà tự do lại là buông được nhiều thứ. Cái kiến thức này là kiến thức chuẩn. Đấy. Chứ còn chúng ta càng có nhiều thứ là chúng ta càng bị, càng có nhiều này, chúng ta hình dung lên chúng ta càng có nhiều cái vòng này là chúng ta càng rối rắm, càng bị phụ thuộc, càng bị mắc vào những cái vòng này. Cho nên là tự do bằng cách là gỡ bớt những cái vòng này ra, gỡ nó ra, gỡ nó ra, gỡ nó ra, rồi vứt lốt cái trò này đi. Đấy là gọi là tự do tuyệt đối. Đấy. Còn đâu thông thường là cuộc sống chúng ta cứ muốn là có cái xe này, có cái nhà này, có quyền lực này, có nhiều con này. Chúng ta cứ mỗi ngày chúng ta lắp thêm cho mình một cái vòng nào vào, là cuộc sống của chúng ta nó sẽ càng rối rắm, càng phức tạp, càng phụ thuộc, và chúng ta bị lầm trong cái mớ rối bong bong này. Đó. Ở đây không có nghĩa là chúng ta không làm, một trong cái cách phương pháp của nó người ta là gì, chúng ta vẫn phải làm, bởi vì đó là cuộc sống, là vận động, nhưng chính xác người ta gọi là làm trong cái buông, giống như làm không phải là làm để buông, chứ không phải làm để coi như là để có, mà nó có cái vấn đề như vậy. Thì đấy là chúng ta sử dụng được cái vô ngã. Còn vô thường là liên tục biến động, liên tục thay đổi, ngay cả khi chúng ta không làm gì thì nó vẫn biến động, nó vẫn thay đổi, và cái biến động thay đổi nó đi theo quy tắc riêng của nó không nằm trên trong một ý chí và bất kỳ với ai cả. Cho nên là để giải quyết cái vô thường này có rất nhiều giá trị, giống như bệnh tật nó không thể ở lại mãi với thân thể chúng ta đâu, nó cũng sẽ có một lúc nào nó phải biến đi. Đấy. Cả cái buồn buồn khổ thì nó cũng sẽ tự động nó biến đi. Đấy. Chứ nó cũng không ở mãi, hiểu vô thường như vậy. Cho nên là mọi trước nay chúng ta hay hiểu cái vô thường này nó một cái ngữ hơi tiêu cực một chút, nghĩ về cái chết, nhưng mà thực ra đó chỉ là một cái phần rất nhỏ. Thì khi chúng ta biết vô thường này thì có nghĩa là chúng ta ở buồn cái gì rồi là cũng biết. Đấy. Đau cái gì rồi lúc nữa là cũng hết. À, bệnh ác tính gì rồi nó cũng hết, bởi vì đó là vô thường. Thì chúng ta sử dụng nó vào những cái nghĩa đó thì nó tích cực hơn, và chúng ta nhìn, chúng ta biết vận dụng nó đúng giá trị, để chúng ta dùng để nó để chúng ta giải tỏa được những vấn đề tâm lý của mình. Những cái điều đó nó có thật không? Thật chứ, không có một cái gì đau đớn mãi được, không có một cái gì bệnh nguy, cái ngay ngay cả ung thư ác tính cũng có thể di chuyển, nó cũng thay thay đổi được. Ta không nghĩ không không phải là ung thư ác tính đã mãi được. Đó. Nhưng mà trước nay chúng ta cứ nghĩ là nó cố định mãi, do vậy mà chúng ta bị rơi vào trạng thái niềm tin hạn chế hoặc là tri giác hạn chế, cho nên là mọi thứ nó đều vận động thay đổi hết. Và cái sợ nhất của con người chúng ta chính là khoảng trống vô hình đấy, và chúng ta nghĩ rằng khoảng trống là một cái nguy hiểm, chúng ta cố gắng là thoát ra, nhưng mà càng thoát càng xa rời nó thì chúng ta lại càng mất phương hướng đấy. Bởi vì thực chất chả có một cái khoảng trống nào gọi là khoảng trống đứng im cả, tất cả nó đều động hết. Chúng ta cứ nghĩ rằng những cái giây phút mà nó đứng im đấy, những giây phút chúng ta không làm gì, chúng ta không động chân động tay, lại là những cái giây phút vô nghĩa, nhưng mà thực chất
chả có cái gì nó gọi là nâng đứng lại ở đấy đâu. À, trái đất ngày đêm nó thay đổi liên tục, mọi cái nó vận động liên tục, không có một cái gì đó là dừng. Cho nên chúng ta hiểu cái vô thông thường này như vậy. Đấy. Chính vì chúng ta cứ chạy theo những cái thay đổi biến đổi ấy, cho nên là chúng ta mới không nhận ra được, trí tuệ chúng ta mới nó gọi là bị chi phối, bị phụ thuộc. Đây là một yếu tố của vô thường là như vậy. Thì đó là cái chúng ta ứng dụng vô thường này để chúng ta thoát khỏi những cái trường hợp mình gọi là những cái trường hợp mà chúng ta gọi là đau đớn rồi khổ. Đấy. Khổ rồi cũng cũng hết, cũng thay đổi. Đấy. Cho nên là không ai khổ mãi, nghèo cũng vậy, chẳng có ai nghèo mãi, điều gì nó cũng sẽ thay đổi. Thậm chí bạn chẳng làm gì nó cũng thay đổi. Đấy. Cho nên là không ai sợ mình nghèo mãi. Và giàu cũng vậy, đừng có nghĩ rằng mình giàu mãi, nó cũng thay đổi. Đấy. Cho nên là chính vì thế mà nó cái sự thay đổi đấy liên tục diễn ra. Cho nên đừng có ngồi đấy mà ôm chiến thắng, đừng có ngồi đấy mà ôm nỗi sầu, đừng có ngồi đấy mà ôm khổ đau. Cách đơn giản nhất là chấp nhận và vui vẻ với nó. Buồn cũng được mà vui cũng chẳng sao. Đấy. Bởi vì đơn giản nhất là cái việc đến đi là cái chuyện bình thường, không có cái gì phải phải chạy theo nó cả. Hãy quan sát nó một cách để tự do. Nếu như chúng ta có cái cách nhìn như vậy là chúng ta có tự do. Chứ còn nếu như chúng ta bảo ôi thật là tuyệt vời, xin chúc mừng, sau lúc chưa bảo ôi thật là buồn, thì cuộc sống nó cứ ôi tuyệt vời, nó ôi buồn, nó cứ như vậy, nó đánh võng như vậy. Thì nó gọi là mình sẽ bị rối rắm, không không nhìn thấy cái giá trị, không nhìn thấy cái ý nghĩa của nó. Nó cứ đảo chiều liên tục như vậy. Nó giống như hành xin mà lên xuống như này, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, dao động suốt. Mà mình cứ chạy theo những dao động đó thì rõ ràng là mình đánh mất ngay một phát là giá trị của hiện tại. Đó. Lúc buồn thì mình muốn trốn tránh nó, lúc vui thì mình muốn giữ lại nó. Trốn làm sao được, giữ cũng chẳng giữ được. Đó. Cho nên là mình hiểu cái vô thường này mình để mình thoát nó ra. Khi mình hiểu được nó rồi thì mình thoát được nó ra. Thì lúc đấy là mình luôn luôn giữ được bình an ở chỗ đó. Chứ còn nếu không các anh chị không hiểu vô thường thì cứ lên voi xuống chó này này, lên voi rồi lại xuống chó, cứ lên voi rồi xuống chó. Và khi lên voi xuống chó này thì chúng ta cứ hớt hải, hớt hải, hớt hải. Lúc thì đi tìm niềm vui, lúc thì trốn nỗi buồn. Thế là chúng ta đánh mất luôn giá trị của hiện tại. Bây giờ bằng cách là gì? Ôi, cái việc mấy cái việc đấy nó lúc nào nó chả xảy ra. Cứ ngồi đây uống trà thôi. Kệ đó, ngồi ngắm nó cho nó vui. Ok, thì đây chúng ta thoát được tự do. Chưa? À, khổ đau cái gì? Bình thường. Cuộc đời nó là như thế. Vui gì? Cũng bình thường. Bởi vì cuộc đời nó có cái điều đó. Cho nên là chúng ta ngồi, chúng ta rất đơn giản, chỉ ngồi quan sát, ngắm nó và chơi với nó luôn. Đúng không? Cả cái buồn gì cũng được cái đấy. Đấy. Bởi vì không có buồn thì làm gì có vui. Mà không có vui thì làm gì có buồn. Đúng không? Thực chất chúng nó chỉ là một thôi. Nó chỉ là sự đảo chiều của hai thái cực thôi. Đúng không? Cho nên ý, người ta ấy bảo là gì? Nó chỉ là sự đảo chiều, bản chất của chúng vẫn là một. Đấy, nó chỉ là sự đảo chiều về cảm xúc thôi. Cho nên lúc này người ta cần giữ cảm xúc ổn định. Thế là xong. Đúng không? Đấy. Không phụ thuộc vào nó luôn. Đấy. Thì đó là chúng ta thoát được vô thường. Đó là chỗ đấy. Ok, thì đấy là vô thường. Ứng dụng cái này rất là hay. Để nó giúp cho chúng ta lạc quan, tự tin. Nó không có cái gì đó khó hiểu cả. Này. Đấy, thì cho nên trong sinh trắc vân tay các anh chị nhớ nhá, cái vô thường này chúng ta hiểu là gì, tính cách của anh chị cũng không cố định mãi, nó sẽ chu kỳ thay đổi. Giai đoạn đầu tiên các anh chị về việc tính cách ở đây, giai đoạn thứ hai tính cách của anh chị sẽ thay đổi sang cái nhóm này, giai đoạn thứ ba nó sẽ thay đổi tính cách sang này, giai đoạn thứ tư nó sẽ lại thay đổi tính cách ở đây, thứ năm này đây. Do vậy nó cũng biến đổi liên tục, thậm chí nó biến đổi theo ngoại cảnh, nó biến đổi theo giai đoạn tuổi. Do vậy mà trong trường hợp này, nếu như các anh chị nào mà bị dính mắc vào trong trường hợp là gì, cứ nhận xét
khăng khăng cứng nhắc là chúng ta sẽ bị ăn đòn, bị nhầm lẫn ở đây. Cho nên vậy mà cái trường hợp khôn ngoan nhất ấy, là chúng ta gặp được cái người mà gặp trực tiếp được cái người cần tư vấn tại thời điểm đó. Đấy. Tại thời điểm đó, tại cái độ tuổi đấy. Cho nên tớ không, mình cũng rất là ngại đưa tư vấn cho các, mình không thích, mình sau này mình mới hiểu tại sao mình không thích tư vấn cho những cái bé nó nhỏ quá, hoặc là những cái người mà nó còn chưa đủ nhận thức. Đấy. Mình cứ muốn là gì, tư vấn cho những người mà người ta trực, người ta trực tiếp, người ta có nhu cầu trực tiếp tại cái thời điểm đó. Bởi vì nếu nếu như vậy thì nó đúng, nó có giá trị hơn. Đấy. Thế còn tư vấn cho các cháu thậm chí nó còn chưa, nó mới chỉ có khoảng 6 tháng, 3 tháng, hoặc thậm chí là 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, thậm chí là 11, 12 tuổi. Nó chưa nhận thức hết. Nó chưa nhận được giá trị đâu. Nó chưa thấy được giá trị đó, bởi vì mình tư vấn là tư vấn toàn bộ một hành trình. Cho nên là đúng ra ấy, nếu mà tư vấn chuẩn, tư vấn cho cái người mà chúng ta thấy giá trị nhất ấy, tầm 35, 4, chính xác là khoảng 40, 45. Thế còn các con nhỏ thì chỉ giúp họ đơn thuần là gì, chỉ cho nó một số cái, à nó sẽ tốt ở những cái này cần điều chỉnh, những cái này điều chỉnh, nào. Chứ còn tư vấn sống tốt nhất là tư vấn là những cái người 35, 40 trở lên thì mới thấy được cái hay của, cái hay, cái giá trị của nó. Nó liên tục, nó biến động thay đổi đấy nhá. Các anh chị đừng có chấp vào một cái hiện tượng của nó. Cho nên là chúng ta phải nhận diện ra ngay đối tượng của mình trước mặt đang là bao nhiêu tuổi, đang ở giai đoạn nào. Đấy, để chúng ta có một cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp. Điều chỉnh ở đây có nghĩa là bất thường, không đi theo những cái copy. Cho nên là khi mà một người nào đó tư vấn theo dạng copy, nó lộ ra ngay chính cái vô thường, nó làm cho lộ cái bản chất của cái vấn đề của mỗi người ra ngay, chính là luận điểm này. Đấy. Các vị mà cứ quen với trẻ con, sau đó một hôm các vị gặp người lớn, đó là các vị lộ, các vị học là cái máy, vị không biết, những cái sự diễn tiến, tiến trình, nó giống như xem một đoạn phim, các vị chỉ nhặt được một cái ảnh trong cái, chuỗi chuỗi video đấy không, có nghĩa là bản chất của video là ghép nhiều cái ảnh, thì chúng ta chỉ nhìn thấy một cái ảnh, chúng ta không nhìn thấy những cái tấm tiến trình còn lại. Đấy là ứng dụng hiểu về cái này đấy bạn, đấy là vô thường nha. Thì hôm trước mình đã giảng cái này, thực ra khai hiểu, tìm hiểu về cái này nó có rất nhiều ứng dụng. À, cái này nó có thể tìm cho chúng ta rất nhiều cái trí tuệ lớn ở đây đấy. Thì cái vì là nó rất là rộng, cái là nhưng mà trong cái hiểu biết của mình ấy, thì mình cũng chỉ ra cho anh chị một số cái góc độ như vậy thôi. Còn đâu chúng ta sẽ khám phá nó có rất nhiều thứ giá trị ở trong này. Đấy là luật vô thường. Đấy. Luật vô thường cũng có nghĩa là đôi khi nó sẽ có những điều bất bình thường xảy ra. Đấy. Nếu như chúng ta, cho nên chúng ta vì tính chúng ta cứ muốn là mọi thứ nó đi theo cái ý nghĩ của mình, nó theo quy tắc của mình. Đấy. Thế là chúng ta chỉ có khổ bằng cách này, thì chúng ta biết mọi cái nó đi theo quy tắc của nó, chúng ta tôn trọng nó và kệ nó, đừng coi như là mình dính mắc vào nó, thế là nó ổn. Nên là chúng ta hiểu vô thường như vậy. Vô thường đơn giản là gì? Liên tục vận động, liên tục biến đổi. Đấy. Không ai, không có cái gì nó đi phụ thuộc, đi gọi là đi theo một cái ý chí của một quy, nghĩa là nó không phụ thuộc vào bất kỳ một ý chí của cái nào khác. Bản thể nó là một, nó sẽ có một quy tắc riêng của nó. Vạn vật nó là như vậy. Đấy. Cho nên là khi mà chúng ta cứ buộc mọi thứ nó theo ý chí của mình, nó theo đi theo cái luồng của mình, thì chúng ta chỉ, nếu chúng ta cứng nhắc vào những cái suy nghĩ là chúng ta muốn mọi thứ nó phải như ý, thì đồng nghĩa với việc chúng ta càng thêm nhiều cái rắc rối, càng thêm nhiều cái khổ. Là như vậy. Bằng cách là chỉ cách rất đơn giản, chấp nhận là vận dụng, chúng ta gọi là chấp nhận và vận dụng này thôi. Cũng giống như dòng nước ấy, nó chảy theo một cái chiều cao trên suốt, nếu mình biết thì mình
hướng lên một tí, nên là vào chung nhà mình vậy thôi, chứ chúng ta không thể bắt dòng nước đi ngược lại được, cũng không thể bắt nó đi hướng nào hướng kia được. Đấy. Chỉ còn cách là chúng ta vận dụng nó, chúng ta chế nó thành thủy điện, chúng ta chế thành máy, chúng ta có thể là dùng nó làm dẫn nó vào một cái nơi khác đó. Thì chúng ta không thể thể bắt là không có nước được, nó là chỗ đó, ứng dụng nó rất là rộng. Thì đó là cái hiểu về vô thường. Còn vô ngã, vô thường, ok. Cái nguyên nhân, cái ứng dụng của nguyên nhân kết quả này, bản chất cái luật này là luật nhân quả, nhưng mà thực chất nó là cái quan hệ, là cái mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Đấy. Bất kỳ một cái kết quả nào xảy ra, nó lên luôn luôn là có nguyên nhân của nó. Đấy. Không có cái gì là gọi là ngẫu nhiên cả, mà nó tất cả mọi sự vật trên thế giới này nó đều đi theo một cái quy tắc có quả, nghĩa là có một cái kết quả xảy ra thì đều đi đều gắn liền với một nguyên nhân nào đó. Đấy. Là một kết quả xảy ra đều có những nguyên nhân của chúng tạo ra trước đó. Nguyên nhân và kết quả là một mối quan hệ đối xứng. Sau này chúng ta sẽ nhìn thấy các luật này nó là một cái sự đan xen vào nhau rất là nhiều. Đấy, nhân quả cũng là một cái sự đối xứng. Đây, nó là một cái, nó là một mối quan hệ đối xứng, là một mối quan hệ đối xứng liên kết chặt chẽ. Bản chất nó là một, nhưng nó chỉ là hai tiến trình thôi, trước và sau. Đấy. Có nhân là có quả. Đấy. Có quả thì chắc chắn là có nhân. Đấy. Không có nhân thì không có quả. Không có hạt trồng thì đương nhiên không có quả rồi, không gieo trồng thì không có quả. Đó. Thì đó là cái mối quan hệ này. Do vậy mà quả với nhân thì thực chất là chúng nó đang chuyển, nó đi liền với nhau rất là chặt chẽ. Đó. Và chúng ta nhớ một điều này, ai tạo ra nhân gì thì sẽ phải lãnh thọ quả đó. Do vậy hiểu được cái quy tắc này, chúng ta ứng dụng vào vấn đề chữa bệnh. Đó. Cái bệnh của chúng ta là bệnh từ tâm, bệnh từ thói quen, chính chúng ta gây ra nó, chính chúng ta làm sai lầm nó. Vậy thì không ai khác có thể chữa được giúp chúng ta, chữa từ tận gốc ấy là do chính bản thân mình. Cho nên là mỗi người trở thành, tại sao người ta nói rằng người mình mới là thầy thuốc vĩ đại nhất của mình, không phải là thầy thuốc bên ngoài đâu. Đấy, thầy thuốc bên ngoài ngoài chỉ là cái người hỗ trợ, có chuyên môn chỉ cho chúng ta biết thôi. Nhưng mà vậy thì chúng ta trở thành thầy thuốc của mình là gì? Là chính là chúng ta sửa những thói quen, những cái tật xấu ấy của mình. Thì bệnh nó tự động nó rút, thì đó mới là cái cách chữa bệnh. Chính xác. Chứ còn thói quen đấy vẫn giữ, ăn vẫn ăn nhanh, sống vẫn sống gấp, sống vội. Thì dạ, bệnh dạ dày là vẫn còn, hôm nay đi uống thuốc nó cũng đỡ tí. Nhưng mà cái tật đó không sửa, nó vẫn quay lại. Hết thuốc thì cái tật đó lại quay lại. Thế thì uống thuốc đến bao giờ? Muôn đời. Nhưng mà nếu chúng ta sửa cái thói tật ăn nhanh, ăn vội, ăn ẩu thì tự động bệnh nó hết, thì rõ ràng không phải uống thuốc nữa. Thế là mọi mọi người mới hiểu rằng là gì, à, tạo ra cái, chúng ta tạo ra cái gì thì không ai khác, chính chúng ta phải sửa cái vấn đề đó, không ai thay thế được. Cho nên đây mới là cách chữa bệnh đúng. Người khác chỉ tư vấn, chỉ cho biết à, cái trường hợp này thì anh chị phải ăn thế này thế này đó. Hoặc là cho cái thuốc để chúng ta đỡ đau một tí, nhưng mà nhớ đấy nhá, cái này nó chỉ giúp cho anh chị là gì, đỡ đau thôi, nhưng mà về nhà phải thực hành nhá, phải thực hành như thế này thì nó mới hết được bệnh dạ dày này của anh chị đó. Như vậy thì thực chất cái việc chữa là chính là cái người gây ra bệnh, đó là ngày chữa, còn đâu cái người bác sĩ, cái người mà làm anh chị làm cái mỗi cái vai trò là chỉ dẫn thôi, không chữa thay được. Bởi vì cứ cho uống thuốc thì hết, mà không uống thuốc thì không hết. Đó. Cũng như cái tật ngồi, giả sử ngồi sai, ngồi vẹo chẳng hạn, làm lệch đốt cột sống, cứ coi như là về mà ngồi salon mới ngồi phô tơi, cái ngồi cái kiểu vặn vẹo eo 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 này. Đó. Nó sai thì có mà cái người mà người lắm lắm khớp, có mà phải sống cạnh người đó thì may ra được, mà cũng chẳng được. Cho nên không ai khác là chính chính những người bị cái tật đó phải sửa.
Đấy, người ta chỉ ra phương pháp ngồi như thế nào cho nó không bị cái hiện tượng đấy thôi, chứ người ta không thể ở cạnh mình để suốt ngày mà mình sửa cho mình được. Cho nên là hiểu được cái nhân quả là chúng ta hiểu được nó có một ý nghĩa như thế nhá. Đó. Ai tạo ra cái gì mà sửa đấy, phải tự sửa cái đó. Cho nên bác sĩ với cả những cái người khác bị nghiệp là chính chính chỗ này. Bởi vì bệnh của họ là họ phải phải tự sửa. Anh mà can thiệp vào quá sâu, anh chịu luôn, chịu thay họ luôn. Chưa? Đó. Nó là chỗ đó. Vũ trụ như một mạng lưới liên kết này. Cái này câu này các anh chị lưu ý nhé. Nếu như mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn vũ trụ này là một cái mạng lưới liên kết. Đây mình cho một hình dung như này, một cái mạng lưới đây. Nó là một cái mạng lưới liên kết bao phủ toàn bộ. Vạn vật đều có mối quan hệ với nhau. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng là vạn vật nó đều có một cái mối quan hệ. Vạn vật đều có một mối quan hệ với nhau. Như vậy không có cái gì là vô tình với cái gì cả. Đều có một mối quan hệ qua lại với nhau hết. Bạn bên kia bạn gây ô nhiễm môi trường không khí thì bên này tớ cũng không ngửi được, tớ sẽ bị bệnh. Do vậy mà một trận cháy rừng ở bên kia cũng làm cho oxy trong bầu không khí bên này bị ảnh hưởng. Cho nên là trên thế giới này là chúng ta đều có liên kết với nhau hết, không phải là tách rời. Thì rõ ràng lúc này thì chúng ta mới nhìn thấy cái mối quan hệ nhân quả nó ảnh hưởng nhau thế nào. Đó. Khi bạn gây ra một yếu tố này thì bên này tôi bị ảnh hưởng. Đó. Không phải là cái mức độ ảnh hưởng nó chỉ khác nhau, hoặc là chúng ta không nhìn ra hết cái mức độ ảnh hưởng của nó thôi, hoặc nó nhẹ hoặc nó nặng, tùy gần nặng hơn mà xa thì là nó vẫn bị ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là không ảnh hưởng. Đó. Cho nên là chúng ta nó là một cái mối, một cái lưới gọi là lưới. Tất cả mọi người trên thế giới này đều bị một cái trường hợp là nó nằm trong một cái mạng lưới liên kết bao phủ toàn bộ, không có cái sự tách rời độc lập đâu. Khi một quả xảy ra, khi kết quả xảy ra, có những nguyên nhân khi một kết quả xảy ra luôn luôn sẽ có những nguyên nhân. Những cái nguyên nhân này thì có những cái mình thấy được, nhưng có những cái nguyên nhân mình không thấy được. Đó. Do cái gì? Do tri giác hạn chế của chúng ta. Đó. Nó còn do rất nhiều thứ, nhưng mà không thấy nguyên nhân thì đồng có nghĩa rằng là chúng ta cũng đừng cũng vội vàng kết luận là gì, nó ngẫu nhiên, nó đều có nguyên nhân hết, chẳng qua là chúng ta có những cái nguyên nhân chúng ta nhìn thấy và có những nguyên nhân chúng ta không nhìn thấy, do cái hạn chế về thân vật lý, do cái hạn chế về tri giác, kiến thức kinh nghiệm. Đó. Cho nên là chúng ta không nhìn thấy cũng có nghĩa là chúng ta đừng có bảo là không có, nó có, nhưng mà do mình cái năng lực hạn chế của mình thôi. Thì đấy là chúng ta hiểu như vậy. Đấy. Kết quả là bệnh tật thì nguyên nhân là ăn đây, mất cân bằng. Đấy, một loạt các ứng dụng đây. Kết quả đau khổ, nguyên nhân là tham nhiều. Ví dụ vậy. Kết quả tìm hiểu kết quả thì sẽ biết được nguyên nhân. Mà biết được nhân thì cũng biết được quả. Đó, nó là như vậy. À. Đây, chúng ta tạo ra cái thứ gì thì chúng ta phải tự giải quyết thứ đó, không ai khác thay thế. Tạo ra bệnh thì phải tự sửa, không ai thay thế được. À, bác sĩ có thể cất thuốc rồi, nhưng không thể thay mình sửa thói quen hết những tật xấu do là cái tật của mình gây ra. Thì đây là mối quan hệ nhân quả. À, thì túm lại là gì? Là cái sự liên kết giữa những cái hành vi chúng ta tạo ra với cái kết quả nó xảy ra, nó là một sự mối quan hệ chặt chẽ với nhau, và mối quan hệ này không ai khác, ai tạo ra cái gì thì người ta phải tự chịu trách nhiệm với thứ của mình tạo ra. Đây là một sự công bằng, nó cũng là một sự công bằng, nó là sự cân bằng, nó là một sự đối xứng của tự nhiên. Đấy. Cho nên là muốn kết quả xảy ra như nào thì trước đó cái nhân chúng ta gieo ấy, nó là do phụ thuộc vào cái nhân của mình. Thế nên là những cái nhân của mình tạo ấy, lúc này chúng ta mới chú ý vào cái nhân. Nhân ở đây là gì? Những cái tạo ra, những cái tác động. Cho nên là toàn bộ những cái tác động của chúng ta
là chúng ta luôn luôn phải, nếu như chúng ta không muốn cái quả xấu thì chúng ta phải tạo những cái nhân lành. À, còn đâu nếu như cái nhân chúng ta tạo ra những cái tác động chúng ta hàng ngày nó xấu, xả thải rác bừa bãi, ăn uống mất cân bằng, thói quen lệch lạc, ngồi đi đứng siêu vẹo, ăn nói không có chánh ngữ, thì quả nó là cái gì? Chắc chắn nó là quả xấu rồi. Không phải ngồi xem sinh sắc, cũng chẳng cần đếm đoán tử vi, cũng không cần bốc quẻ, biết ngay đó là xấu rồi chưa đó. Thì cho nên là ứng dụng quan hệ nhân quả này, chứ lúc này làm gì cần phải đoán, không cần phải đoán, bởi vì đây là quy tắc của tự nhiên rồi đó. Thì chúng ta làm như vậy đó. Chứ còn cho nên là điều này nó sẽ củng cố là gì, nó sẽ củng cố niềm tin cho mình, nó gọi là sống lành thì nhận được lành, rất đơn giản vậy thôi. Sống ác thì rồi ác nó sẽ quay lại đó. Thì đấy là cái đặc điểm của cái quan hệ nhân quả này. Cái quan hệ nhân quả này ấy, thì nó còn ý nghĩa nữa, cho nên là nó cần phải, cho nên chúng ta phải đang, nó có một cái giá trị, đó là gì? Đó là chúng ta phải ngồi chúng ta quan sát những cái gì chúng ta đang tạo ra hàng ngày, xem nó là đang là lành hay là dữ. Bởi vì nếu như nó lành hay dữ thì nó liên quan đến, nó sẽ có, bởi vì tất cả những cái yếu tố này đó, quả là một, bản chất của quả là sự tập hợp lại những cái tạo tác, những cái nguyên nhân của chúng ta đó. Nó dần là một điểm hội tụ, thực ra nó gọi là quả, nó cũng là một điểm hội tụ của toàn bộ những cái công sức tạo tác, toàn bộ những cái chúng ta tạo ra đó, nó là một cái điểm hội tụ đó. Do vậy mà giống như một cái trái cây, nó một cái quả cây, một cái trái cây nó có là do là nó là từ rất nhiều nguyên nhân, từ công sức của người lao động, từ từ công sức của người lao động, từ mưa, từ nắng, từ cái việc là từ cái việc nó gọi là mùa vụ, ví dụ vậy. Đấy. Phải có thời gian, rồi là phải có công sức, phải có đất, phải có nước, phải có ánh sáng mặt trời, phải có khí carbonic, thì nó mới đến một thời điểm nào đó nó mới tụ lại thành cái, nó mới ra được cái cây, và cây này mới cho một trái này, thì đấy gọi là quả. Đấy. Vậy thì cái quả này như thế nào ấy? Nó phản ánh toàn bộ những cái nhân ở bên trong, nhân trước đó là như thế nào. Đấy. Cho nên là thực tế thì chúng ta khi mà nhìn thấy một cái quả nào đó, một cái quả xấu nó trổ ra, thì chúng ta cũng hiểu rằng à, như vậy những cái nhân xấu chúng ta đã tạo ra trong quá khứ rồi. Hoặc là một cái quả tốt nó xảy ra thì chúng ta hiểu rằng à, như vậy là những cái tạo tác trong quá khứ chúng ta đang là tốt. Đó. Thì bình thường là bình thường ấy, chúng ta chỉ hay khi khi mà cái con người sống chúng ta ấy, thì chỉ khi một kết quả xảy ra thì chúng ta mới quay lại tìm hiểu nguyên nhân. Vậy thì tại sao bây giờ không đảo chiều ngược lại? Tại sao không quán chiếu những cái gì chúng ta đang tạo tác ra hàng ngày? Đúng không? Đó. Cái ý nghĩa của nó nằm ở đây nhá. Không, đừng đợi kết quả nó xảy ra. Bởi vì chúng ta không biết rõ là kết quả như nào, nhưng chỉ cần quan sát tốt những cái nhân chúng ta đã tạo hàng ngày thôi. Đó. Chúng ta không cần phải đợi biết thời điểm nào cả, nhưng mà chỉ cần là gì, kiểm soát tốt những cái hành vi chúng ta đang tạo ra hàng ngày. Đó. Tránh những cái sai lầm, tránh những cái gọi là những cái gây hại đi. Đấy. Thì chắc chắn là chúng ta không phải lo quả xấu. Vậy thôi, và chúng ta yên tâm chúng ta sống. Đấy. Cho nên là trong trường hợp này chúng ta mới nhìn thấy giá trị của tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì? Để không mù mờ. Đấy. Để không có những cái nhân xấu. Đấy. Chính là để thì không có nhân xấu thì sẽ không có quả. Đó. Bình thường con người chúng ta thì thường thường là chỉ có để ý vào quả thôi. Thì khi là bắt đầu làm ăn sập tiệm phát mới đi gặp thầy bói, mới đi gặp thầy tử vi. Thực ra quả đã xảy ra rồi, cho nên gặp giải quyết gì đâu, tìm hiểu tí. Nhưng mà tìm hiểu thì nếu mà học được bài học thôi, chứ còn thay đổi không thay đổi được. Đức Phật cũng nói rồi, ngay cả thần thánh như Đức Phật, có nhiều phép màu nhiệm Đức Phật cũng không thể can thiệp vào nhân quả này được. Đó.
cũng không thay đổi kết quả nào được. Do vậy mà kết quả này, này nó do những nguyên nhân nó tạo ra vậy mà. Mà nguyên nhân thì nó là nằm trong quá khứ, mà quả thì là trong hiện tại. Đó. Nó là trong quá khứ rồi thì làm sao mà sửa được, đúng chưa? Lúc này chỉ còn là bài giá trị của bài học thôi, bài học đấy. Đấy, nó còn chỉ còn giá trị duy nhất là bài học, chứ còn nó đã xảy ra rồi thì có nghĩa là không cấm được, không chặn được, bởi vì nó là một cái quá khứ nó đúc rút lại. Thì ứng dụng cái điều này chính là chúng ta làm như vậy, thì chúng ta sẽ lúc này chúng ta sẽ coi trọng về, chúng ta sẽ tập trung ở đây, tập trung nguyên nhân. Đấy. Kết quả này giúp chúng ta đó là gì? Nó kết quả này nó giúp chúng ta, kết quả này là cũng có giá trị. Quả là giúp chúng ta là gì? Tránh những cái sai lầm, tránh những cái đổ vỡ. Khi mà chúng ta tìm hiểu những quả, cả cả quả tốt và quả lành chúng ta đều tìm hiểu được. Quả tốt thì nó cho chúng ta tìm được cái nhận thức đúng đắn. Quả là quả xấu ấy, thì nó giúp chúng ta hiểu vì sao, nguyên nhân vì sao nó lại gây ra tình trạng này. Đó, giả sử nguyên nhân à, kết quả là bệnh, thì cái nguyên nhân bên này là thói quen gì nó gây ra cái bệnh này. Giả sử như bệnh về đường tiêu hóa, chắc chắn thói quen của nó là cách thức ăn uống. Bệnh về xương khớp, quả về xương khớp thì nguyên nhân của nó là cái gì? À, tư thế làm việc, tư thế vận động của anh, thói quen vận động của anh xấu. Đấy, vậy thì phải sửa thói quen thao tác. Đấy. Thì quả bệnh xương khớp đây nó cũng hết, ứng dụng của nó như vậy. Đấy. Nguyên nhân của gan hỏng, gan nội là sao? À, nó có à, cái kết quả của mình là gan độc, gan nhiễm, thì cái nguyên nhân của nó là gì? Vệ sinh, ăn uống, ăn thừa, dư độc, rồi ăn ăn lạc vào những cái chất mà cơ thể không có khả năng chuyển hóa được. Như vậy là sửa sửa những cái nguyên nhân đó. Thế còn mang mà đi mua thuốc để giải quyết kết quả này thì là tạm thời thôi. Còn đâu nếu như mà anh vẫn tiếp bên này cái nguyên nhân, anh vẫn tiếp tiếp nạp cái chất độc đấy vào trong cơ thể thì thuốc không giải quyết được. Cứ có thuốc mới giải quyết được, không có thuốc mới giải quyết được. Cho nên là người nào bị phụ thuốc ấy, người nào uống thuốc ấy mà tin vào thuốc để chữa bệnh thì cả đời uống thuốc. Nó là chỗ đó. Bởi vì cứ có thuốc thì nó hết, không có thuốc thì nó lại xảy ra. Bởi vì cái nhân gốc này nó vẫn còn. Cái gốc, cái nguyên nhân nó vẫn còn. Cái nhân này chính là cái co trong đây. Nó vẫn còn. Đó. Sửa, chúng ta chỉ có sửa phần quả mà chúng ta không sửa phần nhân. Thì rõ ràng là cái nhân nó vẫn còn thì nó vẫn được đẻ ra, giống như nhổ cỏ mà chúng ta chỉ ngắt mỗi cái ngọn nó thôi, chúng ta không nhổ được cái gốc của nó. Gốc nó chính là cái nhân này này. Thì nó vẫn tiếp tục nó phát triển. Cho nên là cái ứng dụng này chính là ứng dụng trong vấn đề sức khỏe bệnh tật. Đó. Chúng ta khi mà chúng ta phải giải quyết được sự triệt để cái nguyên nhân này thì lúc này kết quả nó mới không còn nữa. Nghĩa là không còn nhân thì mới không còn quả. Ứng dụng trong vấn đề chữa bệnh và trong những cái giải quyết những cái vấn đề, cái vấn nạn trong cuộc sống thì đó là cái ứng dụng cần là như vậy trong cái trường hợp này. Cho nên là nhớ nhá, là bệnh là từ tâm, là từ thói quen, là từ do tập tính cách. Đấy, bệnh hàng ngày đấy. Tất nhiên là ngoại yếu tố di truyền thì nó là cũng là một cái tật, nhưng nó là một cái tật xa xưa, nó không phải là tật trong hiện tại, nhưng cũng là tật. Nhưng mà sửa được cái tật thì xa xưa là cũng hết, bởi vì chỉ còn cách nó quay về sửa thôi mà. Thì đó là chúng ta hiểu một số cái ứng dụng và nhân quả nhé. Đấy, muốn sửa quả là phải sửa tư nhân, chúng ta hiểu giá trị của nó như vậy. Muốn quả tốt là phải có nhân tốt. Đấy. Muốn quả gì thì phải gieo nhân đó, rất đơn giản. Nó là một cái cặp đối xứng với nhau. Chúng ta chỉ cần biết là không có sự vô tư ngây ngô ra nghĩ, cho nên điều này nó dẫn đến chúng ta một cái ý thức mà luôn luôn có sự thận trọng, luôn luôn cần sự tỉnh thức. Đấy. Y ở đây là sự tỉnh thức để nhận biết, để lọc, để thanh lọc. Đó, thì ứng dụng của nhân quả nó hay ở chỗ đó.
Chúng ta phải tìm hiểu bệnh xảy ra thì nguyên nhân ở đâu, đâu là nguyên nhân chính. Chứ chúng ta chỉ lo sửa quả mà chúng ta không tìm hiểu nguyên nhân. Bác sĩ thì người ta làm xét nghiệm để người ta tìm hiểu nguyên nhân vật lý hóa thôi, nhưng cái nguyên nhân sâu hơn nữa thì bác sĩ sẽ không giúp mình. Bác sĩ chỉ test máu máu thôi, máu nước tiểu thôi, test kết quả sinh thiết thôi, chứ bác sĩ thì không đi test cho mình thói quen. Trước này có bác sĩ vào nói, tất nhiên có những bác sĩ nói nhưng có những bác sĩ không nói. Đấy, nhưng mà cái sau cái nguyên nhân đó thì mới là cái nguyên nhân chính. Đấy. Chưa? Đấy. Nguyên nhân chính này là chúng ta, chứ chúng ta biết chứ bác sĩ lại không biết. Cho nên là trước khi đi khám, bác sĩ luôn luôn hỏi là gì, anh chị có tiền sử như thế nào. Cái câu hỏi này ý nghĩa của nó là chính là gì, để cho anh chị người ta xem là cái mức độ tần suất của cái bệnh đó xảy ra như thế nào. Đấy. Đáng ra thì mình phải luôn luôn mình phải chú ý và tìm hiểu tại sao lại họ người ta hỏi như vậy. Đấy. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn quay về quan sát đấy. Chính lúc này là chúng ta phải quay về quan sát bản thân mình, xem là những cái tật ăn bệnh bệnh ở chua, bị đau dạ dày, bị đại tràng. Vậy thì hãy xem xét rằng hành cách ăn uống của chúng ta như này, cái thành phần nạp vào trong thân thể chúng ta như nào, là chúng ta giải quyết những vấn đề đó. Ok, thế là khỏi phải lo, phải bận. Nó là chỗ đó. Xem cái hành động tạo tác của chúng ta như nào, có vội gấp không, có phối hợp với tất cả các hơi thở, phối hợp với cả cái suy nghĩ của mình không, mình làm việc tâm trí và thân thể nó có ở trạng thái hợp nhất không, hay là tâm đang nghĩ một đằng, chân đang đi một nẻo. Nó là như chỗ đó. Đấy. Thì tâm đi một đằng mà chân đi một nẻo thì rõ ràng accident xảy ra. Nó tác động luôn đấy nhá. Nó không phải là, thế là khi chúng ta không tiếp xúc trọn vẹn thì có nghĩa rằng là giống như là nó gọi là nếu chúng ta không có đề phòng lập tức những cái xấu, những cái nó ùa vào ngay lập tức. Đấy. Bằng cách này người ta chỉ có cách là đề phòng thôi. Khi chúng ta có đề phòng thì chúng ta mới thoát được. Ok, thì đó là nhân quả. Trong nhà Phật thì gọi là một nhân quả. Nhưng mà trong cái cách của trong cái một số cái chúng ta nhìn về luật nhân quả này, đôi khi nó chỉ là để trong đạo Phật ấy, thì trước này nó bị mở rơi một cái hiện tượng nó hơi tiêu cực một chút. Người ta chỉ để làm gì? Để nó chưa ứng dụng rộng ra ngoài đời sống. Nó chỉ là để khuyên răn, chắc người ta chỉ là để khuyên răn, khuyên thì là chỉ là lời khuyên để đấy, chứ bây giờ phải là thực hành cụ thể đây là gì, sửa thói quen, sửa lời ăn tiếng nói, sửa hành vi, được chưa. Đấy. Rồi là quan sát những cái việc mình đang làm nó dẫn đến cái điều gì mình có biết không, đó đó là những cái thực hành, chứ không phải là nghe để đấy nhá. Đấy. Cho nên là mình phải đi vào cái giải quyết những cái này bằng cách là mình phải thực hành nó, sửa cái cách ăn uống, sửa cái thói đi đứng, sửa cái cách sử dụng thực phẩm cho nó có cân bằng, nó có tiêu chuẩn, thì đấy là chúng ta phải làm những việc đó chứ, đó chính là chúng ta phải thực hành điều đó. Chứ không phải là ngồi đấy xem là ồ cái quả này thì nó do cái nhân gì, quả nó đã xảy ra thì ngồi đấy mà ngẫm. Chưa? Ngẫm thông minh được nữa thì có bài học. Không thông minh được nữa thì nó lại sẽ tiếp tục nó xảy ra tiếp. Thì đó là chúng ta hiểu về cái luật nhân quả này nhá. Thực ra chúng ta tìm về cái nhân quả này ấy, thì cái ý nghĩa tốt nhất đó chính là tìm ra được nguyên nhân được. Chính nguyên nhân này là kiến thức, nguyên nhân này chính là bài học. Đấy, hay nhất là chỗ này. Cho nên chúng ta tìm hiểu người tư duy ngược đó. Người tư duy ngược là người đi truy tìm nguyên nhân và chính giải quyết được cái nhân này thì chúng ta không phải lo những cái vấn đề tương lai, lo lắng cho những cái vấn đề nữa. Cho nên là cái người người ngược ấy, người ta hay để ý về nguyên nhân nhiều. Thánh thì sợ nhân mà gọi là cái gì,
Thánh thì dạy chúng sanh thì sợ quả, thánh sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Thánh lượm Thánh nhân, bồ chúng sanh bồ sợ tát, quả, chúng bồ sinh bồ bồ lượm tát sợ nhân, nhân, chúng gọi sanh là người sợ ta quả. Thanh như dân ngoài Bắc thì mình thì gọi là chúng sinh. Đó. chúng sinh lượm quả. Chưa, đây là thực ra ứng dụng nhá, chúng ta phải ứng dụng tìm hiểu ra, chúng ta tìm hiểu các quả 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 lỗi quả hỏng để chúng ta có được nguyên nhân. Khi nó không có biết được nguyên nhân là chúng ta phải quay về chúng ta sửa cho đây này. Đó. Tìm ra được nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân của bệnh dạ dày thói quen gì, tìm ra nguyên nhân của bệnh xương khớp thói quen gì, tìm ra nguyên nhân của bệnh gan từ đâu, thói quen nào, đó, do tập tính nào, do cấu tạo nào, sửa luôn, thế là khỏi phải lo. Đấy. Ok, thì đó là luật nhân quả, nó còn rất rộng. Nhưng mà tớ lấy ví dụ sơ sơ thì chúng ta túm lại là chúng ta túm luôn cái nhân này để chúng ta hành trong đời sống. Còn ứng dụng về luật cộng sinh thì cái luật nhân quả là trong sinh sắc, các anh chị lưu ý nhé. Tớ thì đầu tiên là mình nhìn vào quả trong cái kết quả sinh sắc ấy, thì các anh chị phải tìm nguyên nhân. Giả sử ví dụ này, mình nhìn thấy bán cầu lão phải quá trội, vậy thì nguyên nhân ở đâu? À, lúc này các anh chị phải tìm phân tích. Chứ các anh chị nhìn thấy nó trội mà anh chị không đi tìm nguyên nhân thì anh chị sẽ không có giải pháp để trị cái thằng lão phải này nó cao, đúng không? À, ứng dụng đấy. Vậy thì khi chúng ta nhìn thì một cái quả bất thường thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân gây bất thường của cái quả đó. Giả sử bán cầu lão phải nó cao quá thì chúng ta phải quan sát các cái dọc, các cái yếu tố bản bản chất của bán cầu lão phải là do tổng tổng của giả sử bán cầu này là bán cầu bán này sẽ là lệch 6-7%, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây sẽ là nguyên nhân, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân ở những cái chỗ này. Thế nên cái này là ứng dụng luôn, chúng ta phải tìm nguyên nhân ở đây, nó không có xa vời đâu cả. Đó, mình sẽ tìm nguyên nhân, à thằng này nó cao đúng không, à đây là một thủ phạm, đây là một chỗ là nguyên nhân. Chỗ nào nữa? Đây là nguyên nhân số 2. Chỗ nào nữa? Đây là nguyên nhân số 3. Như vậy, anh này sẽ chú trọng quan hệ bên ngoài nhiều hơn. Ngoài lớn hơn bên trong. Ok, đây là một nguyên nhân. Đây là một nguyên nhân. Mỗi người là sẽ mỗi người ưa hành động. Cái này là một nguyên nhân. Tầm nhìn này quá rộng. Ra ba nguyên nhân gây ra bán cầu lão phải. Vậy thì điều chỉnh bán cầu lão phải là điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh ba cái này. Chưa? Điều chỉnh như thế nào cho nó cân bằng, nhưng đừng có quá chú trọng người hàng bên ngoài mà phải dành quan tâm đến những người bên trong nữa, được chưa? À, đừng vội vàng hành động mà hãy cần phải biết thỏa thuận, cần phải biết coi như là dùng lời nói, rồi là dùng lời nói với người khác nữa. Chứ nếu như mà cứ hăm hăm hành động, không hỏi ý kiến người khác, không chịu mở mồm ra thì rất là vất vả, được chưa? Đấy, giữa quan sát bao quát và chi tiết, đừng cứ hùng hục nhìn thấy tiền mà cắm đầu mà làm nhá, mà cần phải quan sát, cần phải tính toán tí đã. Chứ không phải là nhìn thấy mục tiêu là 3 tỷ cứ cắm theo đầu ra mục tiêu là 3 tỷ bên này, mà cần phải quan sát xem, tính toán xem chi tiết ở đây bên này. Đấy, nhìn thấy nhìn tầm nhìn thì tốt lắm rồi, nhưng mà không có tính toán chi tiết, không có tính toán cụ thể bên này. Đấy, đổ gãy đấy, sai lầm đấy, nó chỉ là ảo ảnh thôi. Đấy, ví dụ như vậy thì đây là nhân, đây là quả, thì dưới này sẽ là nhân. Đó.
Trong các bảng, thường thường các bảng số dữ liệu thường thường là bao giờ thế, nó đi theo quan hệ quả trước nhân sau, thì chúng ta tìm hiểu như vậy. Đó. Thì đó là chúng ta nắm được cái cách này. Đó. Giả sử như là bây giờ chúng ta nhìn vào thủy chiếc chán này chẳng hạn, nó cao. Đó. Thì chúng ta tìm nguyên nhân nó ở hai vùng này thôi. Đó. Nguyên nhân ở hai vùng là 1 và 2, thì ứng dụng trong sinh trắc nó cũng là như vậy. Thì đó là chúng ta ứng dụng nó để chúng ta đi tìm, để chúng ta đánh giá nhận xét. Thì đó là ứng dụng cái nhân quả là như vậy. Tiếp đến luật cộng sinh. Nhưng mà đang đang đọc thoại thì đấy giờ cũng hơi chán rồi. Chắc stop ở đây thôi.